Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, con gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 luôn luôn yêu đời sôi nổi và tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 8 âm lịch này, tuổi Ất Dậu cũng có những đột phá về thành công trong công việc cũng như là trong sự nghiệp của mình và kinh doanh. Trong tháng 8, những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 do được quý nhân mang đến vận may về tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập chính của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền lại vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 8 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 sẽ vất lên như diều gặp gió, không có gì có thể cản trở được sự thành công của họ. Và không làm mất thời gian của tất cả quý vị hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần luận giải tử vi chi tiết cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ, hoàn thành được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng. Song con đường họ đi luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên người này có tính tình thất thường, nhanh nóng nhưng cũng nhanh lạnh. Đây cũng chính là điểm yếu lấy đi rất nhiều cơ hội của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín, giữ bí mật rất tốt nhưng họ thường đi phê phán đánh giá người khác, thẳng tính nên hay làm mất lòng người khác, bị gièm pha, nói xấu sau lưng. Nam giới Ất Dậu có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau. Vì vậy nên họ luôn cố gắng trong công việc. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Họ thích khen ngợi người khác và cũng muốn người khác khen ngợi. Tuy nhiên tính cách cố chấp, không chịu lắng nghe lời khuyên bảo, đóng góp, góp ý của mọi người nên có nhiều phen lận đận. Xem tử vi tháng 8 năm 2022 cho các bác tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, những gia chủ Ất Dậu sẽ cần phải cẩn trọng đến sức khỏe của mình. Thời điểm này gia chủ khá lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Ở độ tuổi 77, cơ thể đã yếu nhược, ăn không ngon. Nếu đau yếu, bệnh tật thì khó hồi sức. Các bác nên tâm sự với con cháu về những vấn đề của mình. Nhận được lời động viên, tinh thần sẽ vui vẻ và sức khỏe mới được cải thiện. Bên cạnh đó, người tuổi này cũng cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp kỳ âm thổ nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, tránh những thị phi không mong muốn từ miệng mà ra. Trong gia đình, quý vị gia chủ cũng cần phải nhẹ nhàng khuyên giải con cháu nếu có bất hòa xảy ra, đừng vì một chút nóng giận của tuổi già mà làm ảnh hưởng đến hòa khí của cả gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở độ tuổi này, Ất Dậu sinh năm 1945 không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực nào. Với những người vui thú điền viên, vừa tăng gia sản xuất, chăn nuôi trồng trọt để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai nên duy trì đều đặn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy.
Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài vận của Ất Dậu sinh năm 1945 không có gì đáng lo ngại, các khoản lương hưu phúc lợi duy trì ở mức ổn định. Gia chủ cũng không phải lo lắng về tiền bạc, trong khi con cái đã trưởng thành, có khả năng cáng đáng vấn đề này. Ngoài ra cũng có người được hưởng các khoản lợi nhuận từ bất động sản như cho thuê nhà, thuê đất. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp, quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, sức khỏe của tuổi Dậu sinh năm 1945 không được tốt lắm. Phần nhiều là do con giáp này lo lắng suy nghĩ quá nhiều, khiến cho ăn uống kém ngon miệng, ngủ cũng không được ngon giấc. Nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ khiến cho sức đề kháng giảm sút, kéo theo đó là hàng loạt bệnh tật phát sinh. Vì thế, muốn khỏe mạnh trước tiên, các bác phải điều chỉnh tâm trạng của mình, giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan thì mới có được sức khỏe tốt. Để khí huyết lưu thông, bản mệnh đừng quên massage cơ thể, sử dụng đồ uống giúp hoạt huyết hoặc tốt nhất là tập yoga để toàn bộ cơ thể của bạn được điều hòa cân bằng. Các quý vị gia chủ tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng tốt nhất cho quý vị gia chủ tuổi Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Ất Dậu sinh năm 1945. Những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bạn có thể cãi vã với bạn đời của mình về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó cũng sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh, bởi vì rốt cuộc hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Trong tháng 8 âm lịch này, gia đình của bạn sẽ gặp những xích mích cãi vã tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức ngày 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Thìn, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 trong tháng 8 âm lịch này sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên đăng ký ủng hộ chúng tôi kênh Phong Thủy Gia Cát và sau đó nhấn vào tín hiệu quả chuông thông báo để có thể liên tục cập nhật được những thông tin mới nhất, bổ ích nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.